xong. Bữa nay anh ăn đi trời. Hay quá. Cơm đó. Em ở trọ gần đây hả? À? Em ở trọ gần đây hả? Ừ. Cũng xa à? Ở lâu rồi hả? Ở bên đó lâu rồi hả? Em mốt trọ bên kia cũng xa hơn nữa rồi. Cũng trọ từ đâu xa đó. Rồi hơn hả? Đi bao nhiêu? 10 phút hơn 20 phút chị hả? Ủa, ấy ở đâu? Nghe gì quên rồi. Không. Ở đâu chứ? Là ở đâu ta? Không. À, quay lại gì hả? Ừ, vậy là sao nhà tôi rồi? Ngán thôi. Mình cũng